Ok anh em, hôm nay mình sẽ làm một clip hướng dẫn anh em cách đánh nu, tức là những nhân vật nào mà rẻ nhất cho anh em để anh em cài lên và đánh nu. Ok chưa? Thì mình sẽ ưu tiên những đứa nào mà nó thứ nhất là nó rẻ. Ví dụ như là mình sẽ không giới thiệu những thằng như kiểu Odin hay là nu hay Mephisto, tại vì những thằng này rất là đắt. Thứ hai là nhân vật nào mà dễ chơi và nó chỉ cần dùng Obelisk thôi. Thường thì dùng Obelisk thôi, còn nếu mà thỉnh thoảng đứa nào khỏe quá thì mình sẽ ưu tiên dùng Rage hoặc là Judgment. Mình sẽ nói thêm một chút sau. Tiếp theo nữa là những đứa nào mà không phải dùng Uniform. Tại vì đương nhiên là những đứa không phải dùng Uniform thì sẽ anh em sẽ đỡ được 1.000 Crystal để mua Uniform, đúng không? Rồi, thì anh em nhìn thấy là những nhân vật mà mình đang đứng sau đây là những đứa mà nó sẽ... Mình sẽ giới thiệu anh đến anh em. Thì đầu tiên mình sẽ chạy qua Support trước, tại vì Support là một cái cực kỳ hiếm ở trong World Boss Legend. Tại vì không phải chỉ số người mà được Awaken lên và có Tier 3 mà làm Support đó, rất là ít. Thì người đầu tiên mình muốn nói đến đó chính là Valkyrie. Riêng về Nu thì Valkyrie lại có một chút giá trị cao hơn là Mystic. Tại vì Valkyrie, cái Tier 2 Passive này của nó này, nó có Ignore Dodge Rate là 30%, tức là bơ cái khả năng né của đối phương là 30%. Nu thì nó có rất là nhiều dodge, cho nên là anh em muốn có những thằng như này để vào dùng. Ok, đương nhiên là nó có damage dealt to super villain là 50% rồi. Đó. Còn đứa thứ hai mình nãy cũng nói rồi, đó là Mystic. Thì con này nó có ít damage dealt to super villain hơn, là nó có 40% thôi, con kia có 50%. Thì đại loại là hai đứa này đều rất là ngon, cho nên là mình rất là khuyên anh em nên mua hai đứa này. Cả hai đứa này đều mua mất là 2.500 crystals từ trong store ra, sau đó anh em phải dùng một cái Mega Tier 2 ticket để nâng nó lên. Nhưng mà mình đảm bảo với anh em là nó rất là bõ, và bọn này nó đánh được cả solo cũng rất là ngon nữa. Kể cả với người mới chơi á, thì mua hai con này nó cũng đánh được Proxima và Converse cho anh em rất là ngon, rất là đơn giản luôn. Thì mình rất là cực kỳ nhấn mạnh là nên khuyên là nên lấy hai đứa này. Rồi. Đó, tiếp tục nữa, đứa support tiếp theo mình muốn nói đến đó chính là một đứa mình vừa nhặt hôm nay từ cái Tier 3 Selector của mình, đó là Storm. Storm này khi mà anh em có... Để vậy chưa? Storm này khi mà anh em có Uniform và các thứ ấy, thì cái passive này của nó... Không phải passive kia. Passive này của nó sẽ tăng Elemental Damage, tức là tấn công nguyên tố là 35%. Cái này thì rất là tốt cho những người như kiểu... Những người như kiểu Betray Bill, hay là Human Torch, hay là Rogue ở đây, ai nữa không, hoặc là Ghost Rider. Thì nó dùng cho rất là nhiều người, rất là nhiều nhân vật trong World Boss Legend này là dùng tấn công bằng nguyên tố, cho nên là mình cũng khá là, con này cũng khá là ổn. Nhưng mà đương nhiên là nếu mà anh em con này thì nó không mạnh bằng hai đứa kia, cho nên là mình sẽ không khuyên cao bằng. Nhưng mà đây cũng là một trong những support hiếm hoi của trong World Boss Legend. Support cuối cùng của World Boss Legend đó chính là Cyclops. Thằng này thì nó vừa làm support vừa là lead được luôn. Thì đây, cái leadership của nó sẽ cho 35% attack, còn cái passive của nó này nó sẽ cho 30% energy attack. Thì thằng này chỉ dùng cho những anh em nào dùng energy attack thôi, cho nên là nhưng nó cũng rất là nhiều, ví dụ như Odin hay là Iron Man, Betray Bill, tất cả những đứa đấy đều có thể dùng energy attack, đúng không? Còn thì đó là bốn đứa duy nhất làm được support trong cái game mode này. Đương nhiên là anh em có thể dùng những đứa, ví dụ như là mình dùng team của mình, một team của mình đó là team như này chẳng hạn, thì đương nhiên là Captain America thì nó không có cái support gì cả, nhưng mà nó cho cái có cái team up ở đây này, tức là nó có cái có bonus khi mà đứng cùng với cả Star-Lord và Sharon đó. Mình xem ở đây có không, đây này, thì nó sẽ tăng tổng cộng được 10% attack. Nói chung không nhiều, nhưng mà nói chung cũng có, nhất là khi mà Sharon như của mình ấy, nó rất là khỏe rồi, cho nên là nó không cần nhiều support nữa. Thì anh em có thể đập những thằng như kiểu Captain America vào để nó support cho cái đứa Sharon, đúng không? Rồi, đó là một cách khác anh em có thể dùng làm support. Cái support này nữa, cái support này thì nó không phổ biến, nó không cho tất cả mọi người, nó chỉ cho Inhuman thôi, nó chính là heal. Thằng này gọi là gì nhỉ? Backbolt. Thì mình không nhớ cái skill nào của nó nữa, nhưng đại loại là một trong những cái này này, nó sẽ tăng damage, nó tăng attack cho Inhuman, tức là nó sẽ một tin rất là tốt cho như này chẳng hạn,
là có Medusa làm lead và thằng Black Bolt này làm support và tấn công luôn, thì là được cả hai vai trò luôn, nó là vừa tấn công và vừa làm support được. Thì mình sẽ nói một chút về Medusa sau, nhưng mà đợi lại là hai đứa này khi đứng cùng nhau á, nó sẽ có thêm một chút gọi là nó chỉ cho nhau thôi, anh em hình dung ra tương tự như thế. Thì nếu mà tính ra kiểu chỉ cho nhau thôi ấy, thì thằng Ben Dale thằng này cũng vậy, nó cũng cho một, nó cũng có cho bọn Fantastic Four là super armor với các thứ, và nhưng đại loại là bọn này khá là nó áp dụng cho khá là ít người, cho nên mình sẽ không tính vào đây. Rồi cái phần nữa mình sẽ đi đến leadership thì mình có nói qua rồi, đó là thằng này nó cho 35% ở đây, khi mà cộng với cả cái passive của nó nữa thì tổng cộng sẽ là 65% energy attack. Leadership thứ hai rất là ngon, đó là Doctor Strange. Thì nếu mà anh em không có peer, không có xuyên giáp á, thì thằng này nó đứng một mình cũng không khá là mạnh, không mạnh lắm. Mình thường dùng thằng này với Rage rồi định solo và snow không có ăn thua. Nhưng mà thằng này á, leadership nó cho 30% energy attack cộng với ignore dodge là 20%, rất là ngon. Tiếp tục nữa, leadership thứ hai tiếp theo mình muốn nói đến đó là Star-Lord. Leadership thằng này cực kỳ ngon luôn, mà nó khi mà anh có cái uniform mới nhất của nó sẽ cho là 60% hay là gì đấy energy attack, rất là ngon. Và đứng cực kỳ tốt với cả Sharon Rogers. Ok, thằng này khi mà anh có uniform mới nhất nó cũng tự làm mình solo được nu luôn, rất là ngon. Rồi, tiếp theo nữa leadership nó đó là Beta Ray Bill. Thằng này thì nó vừa làm damage deal, là tức là nó vừa làm damage chính, vừa làm leadership cho bản thân nó luôn, cũng rất là ngon. Ở đây vậy là như này nữa là mình có cuối cùng mình sẽ có ở đây là Captain Marvel 30% energy attack. Có rất là nhiều leadership khác ngon nhưng mà mình sẽ không cho vào, tại vì ví dụ như là Wanda này, leadership ngon này nó cho 45% này, nhưng mà hoàn toàn là nó rất là đắt và khá là khó nâng lên, cho nên là mình không có khuyên lắm. Thì mình sẽ tập trung vào những đứa mà rẻ hơn thôi. Ok, hoặc là kể cả như là đâu rồi, Magneto này chẳng hạn, nó cũng tăng 45% cho Mutant, nhưng mà đại loại là thằng này nó mất 6600 crystal để mua, mình cũng không vào đây. À, leadership cuối cùng nữa mình muốn nói đó là Medusa. Thì đó là khi mà anh em mua cái uniform mới ấy, nó sẽ tăng cho tất cả universal type là 45%, cũng rất là ngon. Được rồi, bây giờ mình sẽ đi vào phần DPS, tức là tấn công chính của team. Thì sẽ liệt kê qua một chút, đó là Sharon. Không phải nói dùng một con này cũng quái vật. Nếu mà anh em chưa xem clip trước của mình đánh hướng dẫn đánh nu thì anh em có thể quay lại đó và xem một cái team mình dùng luôn. Và Sharon cực kỳ tốt và cũng rất là rẻ nữa. Anh em vào phát là được tier 2 rồi, và anh em chỉ cần đập cho một cái CTP energy thôi là nó sẽ cân cho anh tất cả các team. Tương tự như Sharon thì có ai khỏe nữa không? Đó là thằng Star-Lord này. Khi mà anh em có uniform mới nhất này của nó cũng đánh rất là ngon, đánh rất là mạnh, và anh em chỉ cần một cái obelisk như này thôi. Đương nhiên là cần 200 proc, nhưng mà đại loại là chỉ cần một cái obelisk thôi, rất là dễ kiếm, rất là dễ ngon. Và thằng này cũng rẻ hơn bọn thường nữa, tại vì nó làm ở cái Epic Quest ra và cũng rất là ngon. Đứng cùng Epic Quest với cả Star-Lord, chúng ta sẽ có là Beta Ray Bill. Thằng này cũng rất là khỏe, mặc dù là nó không khỏe bằng những cái bọn top bây giờ, nhưng mà mình dùng thằng này từ lúc bắt đầu nu đến giờ, đó là mình luôn luôn dùng thằng này để đánh cửa số 2 hoặc số 4 gì đấy. Mình sẽ có một cái CTP Energy ở đây. Thằng này thì mình không biết là nó có đánh được bằng Obelisk thường không, nhưng mà thường thì mình sẽ dùng CTP Energy. Rất là ngon, rất là rẻ và đánh được, dùng ở rất là nhiều chỗ. Rồi, bản tiếp tục nữa mình sẽ đi đến đó là Rogue. Rogue thì hơi khó hơn một chút, tại vì nó thực ra nó cũng khỏe, nhưng mà anh em phải có CTP of Judgment. Bản thân mình dùng cái CTP of Rage này thấy không khỏe, và chỉ có CTP of Judgment thì mới tốt cho Rogue thôi. Nhưng mà nếu mà một khi anh em có rồi á, thì nó sẽ cực kỳ khỏe luôn, và không phải lo vấn đề tấn công nữa. Nhưng mà đó thì đấy mình đặt vào đây, tại vì con này cái CTP nó hơi đắt một chút. Đó. Tiếp theo nữa, nhân vật vừa mới ra đó là Human Torch và Iron Man. Hai thằng này hoàn toàn có thể clear được bằng Obelisk thường. Anh em có thể quay lại clip review lại Human Torch của mình. Mình dùng đúng cái Obelisk này luôn. 140 proc, crit damage, crit rate và solo nu cửa số 2 hay sao á. Không cao nhưng mà đánh được như vậy. Đó thì
Human Touch cực kỳ ngon luôn. Rotation cực kỳ dễ chơi. 3, 6, 4 là xong. Rồi tiếp tục người Iron Man cũng như vậy, cũng rất là dễ chơi, cũng kia cũng dùng được bằng Obelisk. Rồi rotation chỉ có 3, 5, 4 thôi. Rất là đơn giản, không có thể dễ hơn được nữa. Bản thân tiếp theo nữa, những người cứ Moon Knight, mình tiếp tục mình sẽ nói đến Moon Knight. Moon Knight thì khó một chút, tại vì thằng này sẽ khó kiếm leadership cho nó hơn, tại vì thằng này nó là physical attack, mà physical attack lead cho game lại cho cái legend rất là hiếm. Anh em chỉ có ví dụ như là những thằng như kiểu là Tier 3 Winter Soldier, hay là như mình có đây là thằng Ares này, nhưng thằng này rất là đắt cho nên mình sẽ không bao gồm ở đây. Và cả như là Crescent nữa, thằng con đấy cho 60% attack nhưng mà rất là khó, cho nên là riêng mà thằng Moon Knight thằng thì anh em sẽ khó mà kiếm được một cái leadership. Nhưng mà dùng leadership này cũng được, nó cho 35% attack này thì cũng tầm tạm. Sau đó dùng một team như này là cũng được một team. Ngày xưa thì mình dùng một team như này và mình cân được luôn. Anh em có thể quay lại clip hướng dẫn đánh nu của mình ở đoạn ngay đoạn cuối á, mình có hướng dẫn này cách dùng combo của ba đứa này luôn, rất là ổn áp. Rồi cuối cùng hai đứa cuối mình muốn nói đến đó là Black Bolt và Medusa. Medusa thì cần phải có CTP of Energy và cái uniform mới nhất. Còn Black Bolt thì phải có CTP of Energy hoặc là CTP of Rage. Mình cá nhân mình thấy thì thằng Black Bolt này khá là khó chơi và khá là khó chịu, cho nên mình không có hiểu biết nhiều về thằng này lắm. Nhưng mà anh em có thể sửa lỗi của mình. Medusa này cũng thỉnh dễ hơn một chút và nó cũng làm leadership được cho rất là nhiều người. Cho nên là mình thỉnh thoảng ví dụ như mình đặt con này với cả Ghost Rider chẳng hạn. Nó thỉnh thoảng khi nào mà Ghost Rider yếu máu hoặc là Ghost Rider đang đợi hồi chiêu ấy thì có thể dùng Medusa nhảy vào để đánh một chút cũng rất là ok. Rồi mình quên, mình không nói đến Ghost Rider. Thằng này thì cũng tương tự như là Rogue, tại vì thằng này phải có CTP of Rage hoặc là Judgment thì mới chơi được, còn không thì khá là khó chơi và máu rất là giấy. Cho nên là thằng này tính về CTP ấy, thằng này khá là đắt, cho nên mình không có cho thằng này đứng lên trên đầu. Rồi thì đó là những cái nhân vật của mình dùng để đánh team. Thì team đầu tiên của anh em muốn nhắm đến là team như nào? Ví dụ mình sẽ có team như này: Star-Lord Lead, Sharon Rogers và Mystic. Team này rất là rẻ, thằng này mất 640 CCF để làm Epic Quest thôi. Và Sharon anh em chỉ cần 800 CCF rồi thêm một cái CTP of Energy và 1050 Crystal để mua uniform ở đây. Nếu mà anh em mua bây giờ thì chỉ có 875 Crystal thôi. Mystic thì có 2500 Crystal rồi dùng Mega Tier 2 Ticket nâng lên. Đây là một team mà anh em cầm và đảm bảo là sẽ clear được, đánh được nô rất là đơn giản luôn. Đương nhiên là anh em cần phải có card hẳn hoi một chút chứ không phải là dùng card với bản đánh được. Rồi, team tiếp theo mình muốn nhắc đến đó là team này sẽ rất là rẻ, đó là team này. Thì anh em chỉ cần Awaken thằng Moon Knight và 2-3 đứa này thôi. Awaken nó sẽ rẻ hơn là nâng Tier 3 rất là nhiều, tại vì Tier 3 nó cần 800 CCF trong khi mà Awaken character nó chỉ cần 240 thôi, cho nên là sẽ rất là rẻ. Và team này anh em có thể quay lại clip hướng dẫn đánh lưu của mình để xem cái cách mình dùng team này. Ok, team tiếp theo mình muốn nói đến, đương nhiên là anh em có thể đổi Mystic lấy Valkyrie cũng được, nó tương tự nhau. Team tiếp theo mình muốn nói đến đó là team này, hoặc là như này, hoặc là như này. Nói chung là anh em thể thay đổi bất kỳ một nhân vật energy attack nào vào đây, kể cả như này cũng được. Tức là nó rất là dễ và rất là đơn giản. Đương nhiên là thằng này đắt hơn là Star-Lord, nhưng mà đó, đại loại là như vậy. Khi mà anh em dùng team như này, Human Touch đảm bảo sẽ clear cho anh em cực kỳ đơn giản luôn. Rồi, đối cuối cùng mình muốn nói đến, thằng con này thì rất là bá đạo nhưng mà anh em phải mất 6600 crystal để mua. Nhưng mà mình không thể nào mà nói cái không, Moonstone gọi cực kỳ khỏe luôn, cực kỳ trâu. Mình đang dùng một cái Mighty CTP ở đây và mình mới có 7% Pierce, 7% xuyên giáp thì mình có thể nhảy vào World Boss này và mình solo one shot được nửa đầu tiên cột máu, nửa đầu tiên của Nu luôn, rất là đơn giản. Thì đó là mình đã giới thiệu qua một chút về những cái team mà nhân vật nào anh em muốn nhắm đến để nâng đầu tiên. Những đứa này á, khi mà anh em nâng lên á, hầu như là rất là ổn áp. Và nhưng mà anh em đương nhiên là một số nhân vật phải có CTP hợp lý, một số nhân vật thì phải có Rage hoặc là Judgment. Rẻ nhất thì mình sẽ để cho một đứa này, hai đứa này, ba đứa này, bốn đứa này, năm đứa này, đó. Và support thì hai đứa này. Thì nếu mà anh em có một team như này chẳng hạn
thì Beta Review cũng rất là ngon luôn, tại vì nó có hai support cho nó. Thằng Beta Review tự làm leadership cho mình, thì khi nó có hai support như vậy cũng rất là ổn áp. Ok, thì anh em còn mình còn thiếu ai hay là còn team như nào mình quên chưa nói thì anh em có thể comment để cho mình biết. Mình cũng khả năng cao mình cũng có thể quên một hay hai đứa, nhưng mà đây là những thứ rẻ nhất mà mình nghĩ đến, mình có thể nghĩ được. Và đó là hết clip, cảm ơn anh em đã xem.